Này mình cái đậu phộng luộc ngũ vị này nè, mình phải luộc cho nó mềm nha các bạn, mềm á giống như là đậu phộng nấu các loại xoài vậy nha các bạn. Thì bây giờ mình mến chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món đậu phộng luộc ngũ vị ăn rất là ngon luôn các bạn. Mời các bạn theo dõi video đậu phộng luộc ngũ vị của mình trên kênh Mai Vàng Channel nha. Bây giờ mình sẽ rửa sạch cái đậu phộng này trước nha các bạn. Đây là 300 g đậu phộng các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa sạch nha. Rồi để luộc cái đậu phộng nó mau mềm á thì cũng giống như những cái video mình hướng dẫn cách luộc đậu phộng trước á, thì bây giờ mình đây là baking soda này các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho vào cái đậu phộng này 1 muỗng cà phê ha. Mình ngâm đây một mình sẽ ngâm với baking soda 1 giờ đồng hồ nha các bạn. Mình ngâm như vậy thì cái đậu phộng mình luộc nó mau mềm nha các bạn. Bây giờ mình cho cái đậu phộng vào trong nồi ha. Đây là 300 g đậu phộng mình đã ngâm rồi nè các bạn. Còn đây là cái gia vị mình sẽ luộc chung với cái đậu phộng để cho cái đậu phộng nó thơm nha các bạn. Đây là quế ha, đây là thảo quả nha, đây là hoa hồi nha, gừng nha, củ hành khô nha, cam thảo nha. Đó, bây giờ mình cái gia vị thì nó giống như là cái gia vị nấu phở nha các bạn. Đó, mình tạm gọi nó là ngũ vị nha các bạn. Thì bây giờ đó là mình sẽ cho cái gia vị này vào chung, mình luộc chung với cái đậu phộng nha. Mình ướp chung với cái đậu phộng để mình luộc nha các bạn. Rồi nha các bạn, mình cho một muỗng cà phê muối vào đây mình luộc nha. Cho cái đậu phộng nó mà bị luộc cái đậu phộng này lên nha các bạn. Mình luộc cái đậu phộng ướp với cái ngũ vị này cho nó mềm xong rồi thì mình mới mang mình đi trộn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ luộc đây ha. Thì luộc khi nào cái đậu phộng nó mềm giống như cái đậu phộng mềm của nấu xôi á, thì được nha các bạn. Thì mình cãi đây là 30 phút nha. Mình luộc 30 phút nha các bạn. Mình luộc cho cái đậu phộng này nó mềm nha. Ngũ vị này nó thấm vào trong cái đậu phộng và cái đậu phộng nó mềm á, thì mình sẽ vớt ra nha các bạn. Bây giờ mình luộc nha. Thì cái đậu phộng mình luộc ngũ vị từ nãy giờ thì cũng đã chín rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình vớt cái đậu phộng này ra nha. Mình cái đậu phộng này mình cái đậu phộng luộc ngũ vị này nè, mình phải luộc cho nó mềm nha các bạn. Mềm á giống như là đậu phộng nấu các loại xoài vậy nha các bạn. Nào không biết cách luộc đậu phộng mau mềm á thì xem lại cái video đó của mình nha. Nó mềm nè các bạn. Mình bóp cho bạn coi. Rồi giờ mình vớt ra. Cho một tí muối vào trong nước để mình luộc cái cà rốt nha các bạn. Mình luộc 100 g cà rốt nha. Mình luộc 100 g cà rốt sắc hạt lựu nha các bạn. Mình luộc cho cái cà rốt này nó chín nha. Chín đó bạn, mềm thì bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Mình vớt cái cà rốt ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ luộc cái đậu que nha các bạn. Thì luộc cái đậu que để cho nó ngon đó, thì mình cho vào trong nước một ít dầu ăn nha. Que vào mình luộc nha các bạn. Mình luộc cũng mềm ra nha các bạn. Que chín là bây giờ mình cũng vớt ra nha các bạn. Mình sẽ trộn cái món đậu phộng luộc ngũ vị nha các bạn. Thì đầu tiên đây là cà rốt với đậu cô ve nha các bạn. Mình cho vào trong thau nha.
ngon nha. Đó, bây giờ mình cho vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào trong cái món đậu phộng này nha các bạn. Mình sẽ cho vào trong đây nửa muỗng cà phê muối nha các bạn, để có cái vị mặn nha. Cái muỗng đó thì mình sử dụng là một muỗng cà phê đường nha các bạn. Nêm nha, mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nêm nha các bạn. Thì bây giờ mình trộn cái hỗn hợp này lên nha. Mình bắt bạn trộn cái hỗn hợp này lên cho nó thấm gia vị nha. Thì đây là cái thức ăn chính rồi nè các bạn. Thì mình trộn lên á, khi nào để cho cái gia vị nó thấm vào trong đây thì mình ăn được rồi nha các bạn. Phộng mình trộn đều thì bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Thì như thế này là mình bài trí lên là mình ăn được rồi nha các bạn. Thì cái món đậu phộng luộc ngũ vị với các bạn thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Thì cái món này thì mình ăn chơi hay là mình ăn với cơm á, cho những người ăn chay hay ăn mặn đều dùng chung hết, giống như rau luộc hay gì các bạn ăn rất là ngon luôn ha. Mời các bạn ăn đậu phộng luộc ngũ vị với mình nha. Mình diễn tả cho các bạn ha, cái đậu phộng này thì mình luộc với cái ngũ vị á, thì nó thơm cái mùi đậu phộng á, nó thấm vào cái ngũ vị á, nó thấm vào cái đậu phộng á, thì ăn nó trong cái cổ họng của mình đó bạn, nó rất là có mùi đó, nó thơm lắm các bạn. Bạn tưởng tượng như cái mùi phở vậy đó, thì ăn tới đâu nó thấm tới đó luôn các bạn. Đậu phộng thì nó mềm ăn tan chảy luôn các bạn, còn đậu cô ve á, thì mình luộc á, ăn nó giòn giòn á, rất là ngon luôn các bạn. Còn cái củ cải cà rốt này nè mình cũng luộc mềm mềm á, khi mình ăn vô rất là ngon luôn á các bạn. Còn nói về cái vị của cái đậu phộng luộc ngũ vị này, để mình nói cho các bạn, nếu mà các bạn có làm theo á thì nó hơi mặn mặn, nó hơi hơi ngọt thôi, đừng làm ngọt quá nha, mặn mặn ngọt ngọt. Thì ăn không á, làm nhạt nhạt thôi, ăn không hay ăn với cơm á đều rất là ngon luôn. Rồi thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc video tiếp theo trên kênh Mai Vàng Channel nha.